Hello bà con, em về một mẫu Kia Grand đời 2010 nè, màu trắng nha, đời 2010 bên bà chân báo giá nhanh còn lẹ nè, 230 triệu nha, 230 triệu có bớt cho cô chú anh chị và đồng thời rút hồ sơ cho bà con luôn nha. Mẫu Kia Grand máy 1.6, đó, nội thất ở trong người ta là full hết toàn bộ 5D rồi. Đó, nhưng cô chú anh chị nói tiền lấy cái mẫu này về chạy thì quá ok nha. Từ phần tắp bi nè, đây là yếm tắp bi nè, người ta full 5D đó rồi. Máy 1.6 là chắc chắn là đã có chạy qua dịch vụ rồi nha cô chú anh chị nha. Cho nên giá tiền nó sẽ rẻ nha. Chứ còn máy 2.0 không có giá đó đâu. Đây anh chị nè. Đó, full hết toàn bộ 5D rồi. Màu trắng. 230 triệu. Có bớt bao rút hồ sơ hỗ trợ góp. Tiếp theo là Hyundai Accent đời 2020. Đời 2020 anh chị nha. Con này xe lướt rồi. Em còn hay một mẫu Innova đời 2009 G xịn đây. Mẫu này thì bên Trần Anh bán giá 310 triệu. Có bớt cho vài con cô bác luôn, nỉ non nguyên bản nè. Đó. Báo giá chi tiết hết. Đây em chị nè. Nỉ non nhé, đời 209 G xịt nhá. 310 triệu. Đó, báo giá rồi nha cô chú anh chị nha. Quay qua đây Trần Anh còn một con Kia K3 đời 24. Con này nằm giá 410 triệu nha. Đây anh chị, Kia K3 nè, 49A24057 nha, 410 triệu nha bà con. Nội thất đẹp nè, đây anh chị có nội thất nè, số sàn nha, hỗ trợ góp. Rin chưa, cực kỳ là rin. Mazda 27, con này giá 500 mấy á, bà con mua thì alo cho em 500 450 gì vậy. Em còn thêm một mẫu xe Toyota nè, Fortuner, một thương hiệu của Toyota nhá. Con này 209 nha, con này giá có 400 mấy rồi nha cô chú anh chị nha. Nè đó, ghế nỉ nguyên bản luôn, bầu lông chuột nhá. Đây là phong dáng của em nó nè. Kế bên cho anh còn một mẫu Ford Ranger 219 XLT, form mới toàn bộ 219. Con này như xe mới rồi, màu trắng ngọc trinh nha, nắp thùng đầy đủ tính năng rồi, 680 triệu, 219 nha. Đây bà con, trải nghiệm nội thất nè, vô lăng tích hợp, gương từ cục từ mở, đầy đủ các tính năng, hai cầu điện luôn, số sàn nha, hai cầu, cầu nhanh cầu chậm đang hoạt động, đầy đủ tính năng nè, vô lăng nè, đời 2019 mới chưa. Xe này full hết đồ chơi rồi, Ford Ranger 25 năm niên hạn nha, đẹp như nhau, phía sau nắp thùng nè, rộng rãi thoải mái cực kỳ nha. Đó, đó là mẫu Ford Ranger bản XLT. Đây của chú anh chị nè, XLT nè. À, chất chưa, 680. Em còn kia Innova 215. Con này như đâu đó 385 thì phải. À 430, em sorry. 215 430 nha. Form mới bạn nghe, mẫu xe gia đình, ghế nỉ rin hết. Đây bà con. Nè, trang bị nội thất nè. Ba dàn lạnh nha. Xe này cực kỳ là keng luôn, keng lắm. Một mẫu xe gia đình 100% nha. Không qua dịch vụ đâu. Đây anh chị nè, ghế nỉ anh chị coi nè, đời 25 mà nỉ non nó mới như thế này thì cô chú anh chị tự cảm nhận nha. Anh chị thấy mới chưa, mới keng luôn nè, nỉ xanh rì luôn nè, ghế sau nè đẹp như nhau nha, trần nè, đó, khoang tắp lô nè, đẹp chưa. 430 triệu anh chị nha, có góp, có hỗ trợ, có bớt. Đó là phong dáng con Innova đó. Là form mới hết toàn bộ, đèn mới hết. Ford Ranger. Ford Ranger này Ford EcoSport. Ford EcoSport 420 triệu nha, đời 27 nha cô chú anh chị. Một mẫu SUV gồm cao máy thoáng cực kỳ. Đây bà con, ở phần tắp bi nè, cực kỳ là keng luôn, nội thất ở trong nè, trang bị cam hành trình, camera gear đầy đủ tính năng nè. Con này số sàn thôi. Dòng này nó có hai phiên bản, một titanium, hai là phiên bản thường.
Đây là phiên bản thường nha anh chị nha, có hai phiên bản thôi nha. Titanium là có cửa sổ sunroof đầy đủ tính năng nha anh chị, số tự động. Đó là bản Titanium. Phân biệt giùm cho chừng anh mấy bản xe cái. Nội thất nè. Ok chưa? Trần nè. Trần nỉ rinded. Tắp bi nè, sạch sẽ vô cùng nha. Dàn là bánh treo. Mẫu xe MT, mẫu MT nha. Số sàn. Hatchback. Ok chưa? Em tiếp tục về vùng mẫu Kia Carens màu vàng két. Con này máy 1.6. 230 triệu đời 2010. 2010 nha cô chú anh chị. Đây là phong dáng của em 2010 nè. Hỗ trợ góp luôn. Hỗ trợ góp nha. Mâm đúc nè. Mẫu 1.6 thì chắc chắn nó cũng có chạy qua dịch vụ. Đó báo luôn nha. Đây anh chị nè. Tắp bi cửa sạch sẽ nó được cái liền lẹt, keo chỉ rin hết không có dưới đâm vai cứng đục. Ghế nội thất ở trong nè, sạch tưng. Nè. Xe đẹp nha. Đây anh chị, trang bị màn hình Android đầy đủ tính năng rồi. Cam hành trình HD, tắp lô tắp bi nè, sạch sẽ nè. Máy 1.6 thôi. Dòng xe 7 chỗ. Đó. Ghế phía sau nè, sạch sẽ chừng nỉ bọc ni lông cách gì hết toàn bộ. Em này cũng trang bị đâu đó là hai dàn lạch nha bà con. 230 triệu luôn. Bản XL Carens 2010. Đó đam mê về mẫu này alo cho em. Em còn mẫu VT50 nè. Con này đâu đó đời 2016, 485 nha. 485 triệu. Hai cụm đèn mắt liếc cá heo đầy đủ rồi. Đỏ bọc đô nha. Mẫu xe bán tải. Con này hai cầu, số sàn hai cầu nè anh chị nè. Đó, hai cầu số sàn đầy đủ nha. Lên một cái màn hình dựng cực kỳ là lớn, biểu tượng của BT50 nè. 54.392 km rồi nha. 54.000 thì con này rớt cái đồng hồ rồi nha. Ghế ở trong là 5D hết toàn bộ nè. Đây cô chú anh chị. Ghế này sạch sẽ chưa? Phía sau nè, cực kỳ sạch sẽ luôn. Biểu tượng lót sàn, thảm tổ ong của Mazda BT50 luôn. Em còn thêm một con Ford Everest 2010, 430 triệu báo luôn nè. Máy dầu nha. Máy dầu turbo form mới. Máy dầu turbo ga điện form mới toàn bộ nha. 430 triệu. Đam mê mẫu này tới trực tiếp salon xem xe nha. Ok chưa? Trong những ngày qua thì Trần Anh cũng đã đi giao rất là nhiều xe về cho tất cả các anh chị ở trên các tỉnh thành luôn. Nói chung bà con nhận được mẫu xe thì bà con cũng không có gì phàn nàn, rất là vui vẻ. Vậy là ok rồi. Bên Trần Anh thu mua tất cả các loại xe nha. Anh chị nào có xe nào alo cho em, Trần Anh sẽ cho tài xế tới tận nhà thu mua luôn nha. Mua giá cao. Và đồng thời anh chị nào giới thiệu sẽ có hoa hồng cho bà con nha. Đó. Đây anh chị à. Chuẩn chưa? Rondo nè. Rondo 7 chỗ, một dòng xe thương hiệu của Kia. Máy 2 chấm nha. Máy 2 chấm số tự động nha. Con này bạn AT anh chị nha. Phong dáng của con Kia Rondo nè. Đẹp như nhau nha. Đó. Còn lại mấy mẫu xe còn lại bên salon ơi, bán đợt này bán cũng nhiều. Bán cũng nhiều xe ở bên Trần Anh cũng tranh thủ cập nhật đi lấy về rất là nhiều xe về phục vụ cho bà con cô bác luôn. Đăng ký kênh và ủng hộ cho Trần Anh ô tô nha. Một lần nữa channel Trần Anh xin kết thúc tại nơi này ạ. Em see you and goodbye.